tôm ha mọi người. Tại thì mấy chiếc ghe nhỏ nó chạy vô nha mọi người. Cái này kiểu để nó ngon quá à. Chắc mình lên trên mình đứng lên qua cho người xem. Chị gái thì chị mưa cho đứng vậy luôn nè, không sợ mưa luôn. Những chiếc xà lan có cabin ở trước kia nè mọi người. Xà lan cabin trước mình nhìn thấy nó thông thoát mà nó làm chạy nó cũng dễ ha, dễ quan sát hơn là cabin ngồi sao. Nhìn nó cân xứng không? Đó là sở thích của mình thôi nha mọi người. Anh em thì mỗi người một sở thích ra. Chiếc này là chiếc Kiên Giang. Cái đá 1-2 với đá mạng. Đổ bê tông, cái này để cũng phải đổ bê tông, đổ sân rồi.
xà lan Hải Dương đang lui ra từ từ. Cái vậy em cực lắm mọi người, đi xà lan phải đơn giản nó dễ, chỉ ngồi trên đó và đi tới nơi đâu. Làm này làm kia đủ thứ chuyện trên đời chứ. Hải Dương đã lui được rồi. Đây, đây có một chị gái mua đồ một tím tím với hồng. Bên mặt hết rồi, mưa này. Đây, chị gái này biết xà lan Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định được ha. Mấy chiếc xà lan này, một cái cabin nó rất là đẹp không ạ? Rất nhiều video mình quay ha, mình cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn. Chiếc này là chị gái. Nãy giờ mình đang quay chị gái này. Xà lan đang lùi ra nè. Chiếc xà lan lớn này là xà lan nhìn dữ tợn chứ ta. Chúng lùi ra quay mọi người xem ha. Nhìn to lắm rồi. Chắc Sài Gòn quá. Không, Kiên Giang. Nhân là biển số Kiên Giang thôi.
này là cát không? Cát đá gì đó mà. Chị gái chứ không đứng bên đây rồi, chị đứng bên kia rồi. Hải Dương. Không quay mặt qua đây luôn à. Chiếc xà lan miền Bắc này các bạn thấy rất là nhỏ gọn luôn, ảnh ốm mà ảnh dài lắm rồi, cái lường sâu với anh rất là sâu ha. Rồi đi lấy xong rồi đó. Xà lan sàn lớn đang lùi gà kìa. Ôi da, chứ đó là cái mũi chẹt luôn rồi, đúng rồi. Mũi phà luôn à, mũi phà luôn á, chứ không phải là xà lan, mũi xà lan đấy luôn à. Ồ chứ có lớn lắm. Chuyện An Bình ha, chờ nó cống thế nào quay mọi người xem. Sao vẫn còn rất nhiều xà lan đây, nhiều lắm, đông lắm, 100 ga hôm nay rất là đông.